Sáng nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Trần Chí Cường đã có buổi tiếp ông Matthias Kaiser, Chủ tịch tập đoàn Investors và công ty cổ phần Davis của Đức đến thăm và làm việc tại Đà Nẵng. Tại buổi làm việc, phía tập đoàn Investors đề xuất được hợp tác với Đà Nẵng trong đào tạo nguồn nhân lực và cho biết sau khi học hết cấp 3, các học sinh Việt Nam sẽ được đưa sang Đức đào tạo nghề. Tập đoàn sẽ lo toàn bộ chi phí ăn ở đào tạo và được trợ cấp với số tiền khoảng hơn 20 triệu đồng một tháng. Sau 3 năm học nghề, du học sinh có thể về Việt Nam làm việc hoặc có thể làm việc và định cư tại Đức. Tuy nhiên, để sang được Đức, các em phải tự bỏ chi phí ban đầu để học tiếng Đức và chi phí làm visa. Nếu tập đoàn bảo lãnh và mong muốn chính quyền địa phương và ngân hàng chính sách xã hội cho du học sinh được vay tối đa 6.000 euro để phục vụ chi phí ban đầu. Mô hình hợp tác này đang được thực hiện hiệu quả tại một số tỉnh phía Nam và tập đoàn mong muốn được triển khai tại Đà Nẵng. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Chí Cường hoan nghênh và đánh giá cao đề xuất của tập đoàn, đồng thời giao Sở Lao động Thương binh Xã hội thành phố chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan để làm việc cụ thể hơn với tập đoàn. Trên cơ sở đó, báo cáo lãnh đạo thành phố xem xét khả năng kết nối hợp tác. Phó Chủ tịch Trần Chí Cường cũng gợi ý, ngoài đề xuất trên, tập đoàn Investors có thể xem xét thành lập trung tâm đào tạo tiếng Đức và trường đào tạo nghề tại Đà Nẵng.